Xin chào tất cả các bạn, tôi mời lại Yellow và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đội bóng với AC Milan trên FIFA 14. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì sau 2 chiến thắng trước Paris Saint-Germain và Tottenham Hotspur, chúng ta cũng đã duy trì được khoảng cách 4 hoặc 7 điểm nữa mà xui với đại kình địch Real Madrid. Từ bao giờ thì Real Madrid cũng đã trở thành đại kình địch với AC Milan rồi. Nhưng mà dù sao thì điều này cũng đồng nghĩa với việc là từ giờ cho đến cuối mùa giải chúng ta phải tiếp tục giành chiến thắng và mong chờ vào một cú sảy chân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nó đúng hơn là hai cú, ít nhất là hai cú sảy chân, bởi vì bây giờ nếu mà trường hợp tốt nhất xảy ra thì chúng ta vẫn có khoảng cách 4 điểm với bài cường cạnh trắng, và điều đó đồng nghĩa với việc là một, chúng ta sẽ phải giành chiến thắng ở mọi vòng đấu tiếp theo; hai, Real Madrid sẽ phải thất bại, sẽ phải có một thất bại và một trận hòa, ít nhất là vậy nếu chúng ta muốn có cơ hội xem xét trở thành nhà vô địch của giải Hoàng Anh. Chắc chắn là sẽ còn xét tới những cái yếu tố khác nếu mà mình đủ may mắn để có thể cân bằng điểm số với đội của Ancelotti khi mà mùa giải kết thúc, đó là hiệu số bàn thắng bại. Nhưng mà mình không nghĩ là mình sẽ phải lo lắng nếu mà trường hợp đó xảy ra, bởi vì AC Milan của mình có hiệu suất ghi bàn rất là khủng khiếp, mặc dù đội bóng của mình phòng thủ rất là dở và thủ lưới cũng không phải là ít ỏi gì. Nhưng mà mình nghĩ là số bàn thắng mà mình ghi được có thể đủ để bù lại cho những lần vào lưới nhận bóng của một Slater. Nhưng mà dù sao thì mình nghĩ mình cũng sẽ dùng khoảng thời gian của trận đấu này, hoặc nếu xui là cả video này, để nói về một số vấn đề cũng khá là hot trên các mặt báo hiện nay. Thứ nhất đó là việc ông Massimiliano Allegri cũng đã bị sa thải cách đây khoảng 2-3 ngày, và thế chỗ cho ông là cựu cầu thủ của AC Milan, đó là Clarence Seedorf. Ở một video gần đây thì mình cũng đã đề cập đến việc ông Allegri nói rằng đây cũng sẽ là mùa đông cuối cùng, Giáng sinh cuối cùng mà ông sẽ tận hưởng ở sân San Siro, và điều đó đồng nghĩa với việc là ông sẽ ra đi vào cuối mùa giải, và may mắn là ngay mùa đông năm nay. Nhưng mà thật ra lúc đó mình không có nghĩ là ông này sẽ bị cho thôi việc sớm đến như vậy. Nhưng mà dù sao thì cảm ơn Brady. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một phản hồi khá là phổ biến của phần lớn cộng đồng mạng nói chung cũng như là các Milanista nói riêng trước việc ông huấn luyện viên người Ý bị sa thải. Cũng khá là bi đát khi mà huấn luyện một đội bóng như vậy nhưng mà đến khi ra đi thì cũng không có ai nhớ. Nhưng mà thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Nhưng mà dù sao thì mình mong là Clarence Seedorf với kinh nghiệm trận mạc khá dày dặn của mình, với việc anh cũng đã thi đấu cho khá nhiều đội bóng lớn, sẽ giúp cho đoàn tàu AC Milan thoát khỏi vũng bùn này, mặc dù việc đó cũng là hơi khó. Bây giờ thì AC Milan chỉ được coi là đội bóng giữa bảng xếp hạng thôi. Việc giành Scudetto ở mùa giải năm nay chắc chắn là không thể được rồi, nhưng mà cái việc có thể chen chân vào giữa cúp châu Âu, và ở đây cúp châu Âu mình nói là Europa League chứ không nói đến Champions League, cũng là khá khó với Rossoneri. Khi mà Scudetto là Juventus không nói rồi, đứng thứ hai thì mình nghĩ cũng sẽ là AS Roma thôi, và vị trí thứ ba suốt còn lại để tham dự cúp C1 mình nghĩ cũng sẽ chỉ thuộc về một trong hai đội bóng là SS Napoli hoặc là Fiorentina, và có thể là Inter Milan nữa nếu mà họ có thể cải thiện được phong độ của mình vào cuối mùa giải. Nhưng mà mình nghĩ là năm cái tên mà mình mới vừa đề cập cũng sẽ là năm đội bóng cuối cùng giành được suất tham dự cúp châu Âu vào mùa giải năm nay. Và nếu như AC Milan có thể bằng một cách nào đó giành được một vé tham dự dù chỉ là Europa League thôi, thì đó cũng có thể coi là một thành công với huấn luyện viên mới của đội bóng áo đỏ đen là Clarence Seedorf, khi mà bây giờ vị trí của AC Milan sau nửa lượt đi của mùa giải là thứ 11 với 22 điểm sau 19 vòng đấu. Thật sự là không thể chấp nhận được nếu chúng ta xét đến vị thế của AC Milan trên bình diện bóng đá thế giới. Thật ra là AC Milan cũng không phải là đã mất hết cơ hội. Nếu như họ có thể làm được kỳ tích mà Chelsea từng làm được ở năm 2012, đó là đạt được chức vô địch Champions League, thì chắc chắn là họ cũng sẽ có một số tham dự ở cúp C1 và mùa giải năm sau. Nhưng mà thật sự với phong độ hiện tại của Rossoneri thì mình không nghĩ là điều đó sẽ là một nhiệm vụ khả thi. Nhưng mà thật sự thì ai biết được ngày mai. Bây giờ ở đấu trường Champions League thì AC Milan cũng đã vào chế độ giao lao rồi, đã chết bỏ, chứ thật sự là mình cũng không nghĩ rằng họ còn mục tiêu gì nữa để phấn đấu trong mùa giải năm nay. Nhưng mà dù sao thì đồ má mới nói có tí xíu mà cũng đã mất hết video của trận đấu đầu tiên rồi. Nhưng mà bây giờ mình cũng chỉ muốn nói đến một vấn đề nhỏ xíu nữa thôi, đó là việc Cristiano Ronaldo giành được danh hiệu bóng vàng 2013 vào ngày mấy quên rồi, đại loại là 2-3 ngày trước. Đầu tiên, với tư cách là một người hâm mộ Cristiano Ronaldo, mình cũng khá là vui khi mà cầu thủ ưa thích của mình giành được giải thưởng danh giá nhất của năm, mặc dù bây giờ cái danh giá đó cũng không được đánh giá cao như một vài năm trước nữa. Nhưng mà dù sao thì cái vấn đề mà mình muốn nói đến ở đây là cái câu hỏi xứng đáng hay không xứng đáng mà giới truyền thông đã đặt ra cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Và theo quan điểm của mình thì thứ nhất, xứng đáng hay không xứng đáng thì cái đó cũng đã được trao rồi, cũng không có đổi lại được. Và thứ hai,
Như mình đã nói ngay phần trước thôi, thì trong những năm gần đây, cái việc xảy ra tranh cãi khi mà một cầu thủ nhận danh hiệu bóng vàng là chuyện bình thường, khi mà bây giờ tính khách quan của cái giải thưởng này không còn được giữ nguyên nữa, với sự tham gia bầu chọn của các huấn luyện viên cũng như là các đội trưởng của đội tuyển quốc gia trên thế giới. Và chắc chắn là ai cũng sẽ có lý lẽ riêng, giống như là tại sao năm 2010 Schneider không giành được bóng vàng, thậm chí còn không lọt được vào top 3, và tại sao năm đó Iniesta, dù rằng có cùng số danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ với Lionel Messi và thậm chí còn có thêm danh hiệu vô địch quốc gia với tuyển Bồ Đào Nha, lại không nhận được danh hiệu bóng vàng. Hay như năm trước đi, tại sao Lionel Messi dù rằng ghi được khá là nhiều bàn thắng đó nhưng anh vẫn không có được danh hiệu lớn nào, và cuối cùng thì anh vẫn nhận được bóng vàng. Mình biết là với tư cách người hâm mộ thì ai cũng có những cái ham muốn ích kỷ cho đội bóng hoặc là cầu thủ yêu thích của mình, giống như là khi mà đội bóng của mình thắng, dù là thắng xấu thì chúng ta vẫn vui. Ở đây cũng tương tự như vậy. Những người hâm mộ Cristiano Ronaldo sẽ nói rằng anh xứng đáng nhận được danh hiệu đó. Những người hâm mộ Messi, Barcelona, Ribery, Bayern Munich hoặc chỉ đơn giản là ghét Cristiano sẽ nói rằng quả bóng tình thương, gian lận phiếu, lùm lề. Tóm lại cái mình muốn nói đây là sẽ có nhiều trường hợp mà chúng ta có nhiều ứng viên vô địch, và nếu mà ai chiến thắng thì cũng sẽ bất công với những người còn lại. Cho nên là cũng hơi tiếc, nhưng mà biết làm gì được. Chỉ mong là những người bất bình với kết quả này sẽ bớt cái thái độ thù địch đi và dìm hàng những cái ứng viên kia. Chứ nếu không thì gây war cũng không có gì hay ho cả. Nhưng mà dù sao thì quay trở lại với video này, sau hai chiến thắng liên tiếp thì chúng ta cũng đã rút ngắn khoảng cách với Real Madrid xuống còn một điểm, dù rằng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn một trận chưa đấu. Và thật sự mình xin lỗi bởi vì mình nói cũng hơi nhiều và hơi dài. Nhưng mà dù sao thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo mình đã đẩy vô lâu. Xin chào.